Rồi, xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta lại vào cái phòng học online tại lớp toán của thầy Hùng. Thì hôm nay thầy sẽ ôn thi cho các em một cái phần ôn thi học kỳ 1 hai bạn nào của lớp toán lớp 1 hoặc có thể đây là một cái bài toán ôn thi giữa kỳ của lớp 11. Đây là cái hồ bài toán mà hay quen thuộc. Đây thầy lấy ví dụ một cái loại toán một câu chính trong đề thi kiểm tra học kỳ 1 của trường Phan Trinh 2018-19, cũng như chị các em sẽ có cái bài tập về nhà là câu 15 trong đề thi của trường chuyên Thăng Long, đề thi cũng kiểm tra học kỳ 1 để các em vận dụng. Bây giờ đó, bây giờ thầy sẽ bày các em qua hai cách, một cách giải tự luận và một cách giải bằng phương pháp máy tính. Đương nhiên khi học với thầy thì thầy bày cách nào mà các em cảm thấy dễ hiểu hơn, dễ vận dụng hơn, chứ không phải khi nào cách làm máy tính cũng ưu tiên hơn cách làm tự luận, cũng không phải khi nào cách làm tự luận cũng ưu tiên cách làm máy tính. Thì bây giờ giải sẽ trong ba cái loại này thì thầy bày các em cách làm máy tính, cách làm tự luận thì nó ok hơn cái cách làm máy tính, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta xem cái cách làm tự luận thì mình cần những cái gì, được chưa? Rồi các em xem đây. Cách làm tự luận là như thế này các em. Các em cần chú ý thầy một điều, được chưa? Các em cần chú ý này. Đây thầy ghi chú ý các em này. Đây chú ý. Các em chú ý khi mình học thì mình nhớ ghi bài nữa các em nhé. Ghi bài. Đây thầy ghi chú ý này. Đó. Rồi thì cái phương trình này mà em thầy chú ý một phương trình. Đấy. Cái đây gọi là phương trình bậc nhất theo sin về cos, có thể sin x hoặc là sin 2x, 3x, 4x hay là 2x cộng 5 vân vân. Thì đây là gọi là biểu thức theo x, thầy ghi là sin u đi. Đây thì sau này là x hay là 2x thay gì được, cộng cho b, thầy làm rất chậm. Các em có thể chép bài luôn các em nha. Đừng có chép là theo như thế tivi là sin b cột u bằng c. Thì phương trình này thứ nhất thầy ghi a đi, là phương trình này mới có nghiệm. Đây, phương trình này mới có nghiệm. Đó. Thì khi nào đấy các em? Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi là a bình cộng b bình sẽ lớn bằng c bình. Cái này chúng ta không cần chứng minh đâu, vận dụng luôn. Câu b, nếu bữa sau hỏi phương trình nào có nghiệm, bữa sau hỏi phương trình vô nghiệm thì mẹ em ghi là phương trình vô nghiệm đi các em. Vô nghiệm. Đấy, vô nghiệm khi nào? Thầy dùng mực đỏ chú ý cho các em, mực vàng thì chú ý cho các em, là a bình tương tự có nghiệm thì lớn bằng không thì vô nghiệm nhỏ bằng không, nhỏ bằng không nghe. Thầy sửa cái này rồi em này, cái này nhỏ bằng không, ok chưa? Rồi cái này nhỏ nhỏ hơn c thì nhỏ hơn c bình. Đó, đó là cái chú ý khi các em giải, vì đây là phương trình gì các em? Phương trình bậc nhất theo sin về cos. Thầy vẽ màu vàng này. Đây, phương trình bậc nhất theo sin về cos, các em thấy chưa? Đây là cột 2x, đây là gì các em? Sin 2 2x, được chưa? Cột 2x với sin 2x. Vì vậy cố gắng các em khai thác, khai triển cái phương trình ra và đưa về vế trái là theo sin và cos, vế phải là một cái hằng số theo nào đó, có thể đây trong bài này hằng số m. Như vậy bây giờ thầy giải với anh nha. Giờ các em xem thầy giải này, ok chưa? Bây giờ mình xem thầy giải. Thì giải thì thầy ghi cách 1. Thì trong bài này thầy là cái dạng toán này thì thầy là ưu tiên cách 1 là cách tự luận hơn so với cách làm máy tính. Bây giờ cách làm tự luận, ưu tiên cách làm tự luận hơn cách làm máy tính, các em xem nghe. Thầy xóa hết thầy ghi lại này. Cách 1 được chưa? Rồi cách 1 thầy thì thầy nói đây thầy ưu tiên cách làm tự luận hơn ấy, hơn so với cách làm máy tính. Bây giờ cách 1 như thế này thầy ghi là gọi là cách làm tự luận. Các em xem rất là đơn giản như thế này. Tự luận thì mình cố gắng phương trình của mình các em biến đổi về, được chưa mẹ em? Mẹ em biến đổi về vế trái vế phải một bên thôi. Bây giờ thầy ghi lại này, thầy ghi m 1 trừ m nhân với sin 2x, được chưa? Thầy ghi này 1. Đây, thầy ghi cái này trước này này, thầy ghi cái này trước chưa? Thầy ghi này 1 trừ m, được chưa? Nhân với sin 2x, được chưa các em? Đó. Còn cột này thầy ghi trừ m nhân với gì các em? Nhân với cos của 2x. Đó. Bằng. Các em chuyển qua các em. 2 và m này các em chuyển qua, được chưa? Đây, m này mình chuyển qua các em này. Đó, chuyển qua bên này được chưa các em? Thành dấu trừ, phải chưa? Mới phải chuyển qua thành dấu trừ không? Đó, vì vậy mà em là thành 2 trừ m.
mà như vậy bây giờ trở thành là A sin U cộng B cột U bằng bằng C, thì mẹ em có suy ra để phương trình có cộng nghiệm, suy ra phương trình cộng nghiệm, suy ra luôn rồi em, phương trình có cộng nghiệm, được chưa các em? Phương trình cộng nghiệm khi nào đấy? Cộng nghiệm là khi và chỉ khi dùng cái kính tia A bình cộng B bình lớn bằng gì? C bình, không em? Đó, mà em sẽ viết ra A là cái gì? Là cái số đứng trước này các em này, là 1 trừ M tất cả bình, cộng B bình là cái số trừ M, nhưng mà bình phương rồi thì mình cần ghi dấu trừ, bởi vì bình phương là mất dấu, đừng ghi dấu trừ vào là phức tạp, em chỉ cần ghi M bình thôi được rồi. Lớn hơn hoặc bằng C bình là 2 trừ M tất cả tất cả bình, ngang đó thì mẹ em giải hoàn toàn được, phải không em? Không thể bài này hằng đẳng thức mẹ này, như em hằng đẳng thức cũng quên mất rồi, thì mẹ em chú ý A trừ B tất cả bình là bằng A bình trừ 2AB cộng B, B bình, vì vậy A bình là 1 trừ 2AB là trừ 2M cộng B bình là cộng M bình. Thầy làm rất là chậm đó, rất gì là chậm chạp, để cho các bạn nào mà có yếu về kiến thức toán về từ luận các em cũng hiểu. Đây A trừ B tất cả bình là nhớ bằng A bình trừ 2AB cộng B bình, chứ không phải bằng A bình trừ B bình đâu nghe. Đây là hằng đẳng thức mất đấy nhá, là bằng 4 trừ 4M A2AB đó cộng B bình. Sau đó mà em khử bớt đi, dù đây có M bình này, M bình và M bình vứt đi, được chưa? Chuyển qua hết, được chưa? Bạn nào chuyển cũng được hết phần em, đó mình chuyển qua hết hết đó. Rồi mà em chuyển qua được là M bình, giờ mà em chuyển về đi, 4M này trừ 4M chuyển qua là thành cộng 4M, trừ 2M cộng 4M là cộng 2M, M. Rồi bên này trừ 4, các em chuyển qua, với em chuyển qua là thành trừ, trừ 3 lớn bằng 0, ngang này nhiều em vẫn không giải được, đó. Bây giờ ngang này các em nhớ này, mình có đừng có bấm đăng nghiệm mà ghi nghiệm vào, mà mẹ em nhớ bấm đăng nghiệm mà em ghi nghiệm trục số để mình còn gì, mình còn thịt dấu không em, mẹ em bấm ra hai nghiệm, bấm phương trình bậc hai này này, đây như thầy làm cách nhanh là A cộng B cộng C bằng 0, một nghiệm bằng 1, nghiệm bằng C trên A, vì vậy đây bằng trừ 3 các em, và bằng bằng 1, đây là 0, 0, trong trải ngoài cùng, đó, D của mình là dấu gì các em, dấu dương, vì vậy thầy bỏ cái này đây, như vậy thầy ghi tương đương đó, M một là lớn bằng là gì đây, một là số một đúng chưa các em, hoặc M là nhỏ bằng trừ trừ ba, như vậy mẹ em nhìn đáp án đi các em, M đó, nhưng bây giờ mẹ em nhìn đáp án đi, bây giờ mẹ em nhìn là đáp án là M nhỏ bằng trừ ba và M lớn bằng bằng một, vì vậy mẹ em suy ra được đáp án đáp án A. Ok chưa? Em phải suy ra được đáp án A chưa? Được chưa? Đó, như vậy cách làm này rất là đơn giản. Rồi em chỉ cần dựa vào cái chú ý này cho thầy thôi. Phương trình cộng nghiệm và phương trình vô nghiệm. Đương nhiên cái phương trình của họ đang sắp xếp lộn xộn với em, thì mẹ em cố gắng chuyển về cái dạng của mình là A sin U cộng B cột U bằng bằng C, sau đó chúng ta làm gì cũng được theo yêu cầu của họ. Họ yêu cầu gì thì chúng ta chiều nấy, phải không em? Cộng nghiệm thì lớn bằng A bình cộng B bình lớn bằng C bình, còn vô nghiệm thì A bình cộng B bình nhỏ hơn C bình, cứ thế mà làm, được chưa? Nhưng mà nhiều em bây giờ hằng đẳng thức cũng không làm nổi, chuyển qua chuyển về cũng không xong. Bây giờ thầy bày qua cách hai là cách làm bằng máy tính cho các em, được chưa? Đó, nhưng đương nhiên cái bài này cũng dễ quá, hơn nữa mình làm cách tự luận đôi lúc nó hay và nó nhanh hơn, thì vậy thầy ưu tiên cách một là cách làm tự luận trước. Rồi bây giờ bạn nào mà có sợ cách tự luận quá, bây giờ mình qua phương pháp máy tính của thầy, được chưa? Ok chưa? Rồi bây giờ mình xem qua một cách làm máy tính của thầy nhé. Rồi bây giờ mình xem cách hai các em. Cách hai là thầy bày các em cách làm máy tính, được chưa các em? Dành cho các bạn mà nào mà không làm được gì về tự luận, hoặc gặp một câu tự luận mà nó khó quá, mình không thể làm cái phương pháp từ luận mà mình biến đổi nó quá khó, vì vậy mà em bài thầy bài bằng cách làm bằng máy tính. Cách làm của nó như thế nào? Rất đơn giản là mẹ em gì, mình nhập nguyên cái phương trình của họ, nhập ý đúc cái phương trình của họ, được chưa? Nhập ý đúc cái phương trình của họ để cho thầy. Bây giờ mẹ em ghi thầy bước một là mẹ em nhập phương pháp, thầy ghi được cách hai là phương pháp máy tính này, phương pháp máy máy tính, được chưa? Phương pháp máy tính đó là các em là nhập phương trình đã cho, phương trình đề cho các em, phương trình gì thì các em cho mẹ em nhập phương trình đó, nhập phương trình đề cho, được chưa em? Nhập đi, nhưng mà với M là lấy một giá trị đặc trưng của đáp án, với M
là em không phải lấy m là nhập chữ m cũng được, nhưng mà m mà em lấy một giá trị đặc trưng của đáp án, như là em m lấy một giá trị đặc trưng của đáp án, lấy một giá trị đặc trưng của đáp án, hoặc là em nhập chữ m luôn, dù mà tính có chữ m mà em nhập chữ m, cái nhưng bởi sao không biểu từ c thì nhập từ c luôn khó phải không em, thôi mà em nhập như thế này với m lấy một giá trị đặc trưng của đáp án, trưng của đáp án các em đấy, thấy dài 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 chị vậy mơ là em lấy một giá trị đặc trưng của đáp án được chưa đó. Rồi bây giờ thầy nhập và em xem, thầy nhập đây, nhập ví dụ đáp án A đi, dù đây A các em đi, và em xem A này, B C D, mà em có thể lấy một giá trị m để phân biệt A B C D đi, ví dụ là A là m nhỏ hơn trừ 3, m lớn bằng 1, trong cái đó B là cũng lớn bằng 1 nhưng mà nhỏ bằng trừ 1/3 thôi, còn C là nhỏ bằng trừ 3 lỡ nhỏ nhỏ bằng 1, còn C nhỏ bằng trừ 1/3 lỡ bằng 1, hai này ngược nhau của hai cái họ nghiệm. Bây giờ thầy giả sử cho m bằng trừ 3 đi, m bằng trừ 3 thì nếu nó thỏa thì mình chọn A và C, nếu không thỏa thì mẹ em chọn gì các em, B với D. Ví dụ em m bằng trừ 3, m bằng trừ 3 thì bên đây là nhỏ hơn bằng trừ 3, nhỏ hơn bằng trừ 1, nhỏ bằng trừ 3, à không được, bây giờ mẹ em lấy m bằng một số này, bây giờ mẹ em phân biệt giữa A, B, C, D, thì cho m bằng số nào mà nhỏ hơn trừ 3, đây nhỏ hơn trừ 1/3, bên m lớn 1, m lớn 1, với hai nên mẹ em chú này, m bằng trừ 3 là trừ, m bằng trừ 0, trừ 1/3 đây chính là thầy ghi đây, chứ nếu thầy m bằng trừ 3 thì thôi mà hai cái đây là bằng trừ 0,33333 đi, được chưa, m bằng trừ 0,3333, vì vậy thầy có thể lấy m bằng trừ 0,5, được chưa mà em, m bằng trừ 0,5 thì nó nhỏ hơn con người thoát thủ đoạn B, được chưa, thầy gì, thầy lấy m này bằng này và như các em luôn, m bằng trừ 0,2 đi, 0,2 à 0,5 các em, 0,5 đi, m bằng 0,5, m bằng 0,5 thì nó nhỏ hơn là gì các em, nhỏ hơn trừ 1/3, nhỏ hơn trừ 1/3 được chưa các em, nhỏ hơn trừ 1/3 nhưng mà lớn hơn gì, lớn hơn trừ 3, vì vậy anh này là thuộc m này này, em xem m bên đây nó là thuộc đáp án gì, B, nó vẫn nhỏ hơn thế này và thuộc đáp án gì, C các em, nhưng nó không thuộc đáp án gì các em, à không thuộc đáp án A, vì trừ 0,5 không thể nhỏ hơn ba trừ 3 được, nó không trừ 0,5 thì nó cũng không thể lớn hơn cái anh này được, cũng không thuộc đáp án D. Như vậy nếu mà em nhập vào mà này nếu nó có nghiệm thì em chọn B C, còn nếu không có nghiệm thì em chọn A à D. Rồi bây giờ em sẽ thử nhập đây, được chưa, em sẽ nhập đi. Em nhớ hết thì thầy ăn đi máy, thầy ăn đi bảng thì đã hết, thầy ăn đi bảng thì thầy lấy máy tính ra nhé. Rồi các em xem đây, máy tính thầy lấy ra rồi, được chưa các em, bây giờ mẹ em xem thầy nhập đây, thứ nhất thầy cho m bằng trừ 0,5 này là thuộc đáp án B và C mà không thuộc đáp án A với D, bây giờ m bằng trừ 0,5 các em nha, nhập y đúc cái phương trình nhưng mà cho m bằng trừ 0,5. Rồi bây giờ mẹ em xem đây, trừ 0,5 thầy ghi luôn, trừ 0,5 m trừ 0,5 đây m đi, bây giờ trừ m là trừ tiếp 0,5 nhân cho cột tha x, mà em để đơn vị đồ ở đơn vị ra đi ăn dần được, thay chuyển nên chuyển đơn vị ra đi ăn là ship 1,4 này các em, chuyển đơn vị ra đi ăn này, rồi ra đi ăn là chữ r các em này, bây giờ nhân cho cột tha x cột của 2 alpha x đóng ngoặc, được chưa, cộng cho mở ngoặc là 1 trừ m, 1 trừ cho m, m của mình là trừ 0,5, mà em cứ nhập cứ tiếp trừ 0,5, mà em cứ nhập ý đúng như vậy chứ đừng có ghi là một dấu trừ ra là sai nha, được chưa, nhân cho sin 2x, được chưa các em, mình cho sin 2x 2 alpha x, được chưa, đóng ngoặc lại, rồi bằng 2, bằng các em alpha bằng 2, được chưa, bây giờ mà em bấm shift QALC của người giải phương trình đó chạy bằng không được, mình xem thử máy chạy như thế nào, nếu như cái máy này nếu mà vô nghiệm thì chạy hơi bị lâu,
Bây giờ các em, về thầy vì sao thầy ưu tiên cách làm bằng từ luận như vậy các em? Để vô nghiệm là chạy bị lâu, cancel over hoặc là continue, hoặc là ra chữ continue được các em này. Đó, còn nếu có nghiệm ra nghiệm của mình rất là nhanh. Event này chạy mà em thấy chạy chậm các em này. Chạy chậm thì khả năng vô nghiệm là nhiều nhất. 90% là vô nghiệm đó, các em chú ý. Thấy chưa? Đó, em đợi xị. Như vậy cách làm mà tính này cũng có cái gì rồi mà em có cái tiền cho những cái bạn mà không được cách lập luận gì cả. Nhưng mà cũng có bất lợi khi các em một số bài toán mà phương trình vô nghiệm thì các em đợi hơi bị lâu. Đấy chưa? Đấy, mà nó giống như là mình chưa ăn tội vậy phải không? Nhưng mà thực ra là gì các em? Do phương trình vô nghiệm thành ra dùng cái phương pháp lập rất là chậm. Rất là chậm. Bây giờ các em xem chị nó chạy như thế nào. Chạy rất lâu phải không em? Nhìn thấy nó chạy lâu chưa? Chạy rất là chậm luôn. Đó, xem thử nó ra như thế nào. Vô nghiệm thì các em sẽ gì? Còn nghĩa là vô nghiệm thì mình vứt B và C đi, bởi vì thuộc B, C mà nó vô nghiệm. Còn nếu có nghiệm thì mình lấy B, C mà mình loại A đề. Em thấy chưa? Khả năng nó chạy rất lâu thì về gọi là vô nghiệm là có đó. Bây giờ và em xem thử như thế nào hay. Rồi bây giờ chạy ra đây các em này. Đó nó ra chữ gì các em? Continue các em xem. Đây thầy lấy mực vàng đỏ cho các em xem luôn này. Mực vàng luôn. Đây thầy lấy cái mực vàng. Em xem nó ra chữ gì? Continue. Vô nghiệm với các em. Cho mực đỏ cho các em luôn. Continue các em. Như vậy khi ra continue, dù cái chữ nó chậm chậm hoặc là nghiệm rất là to đi, nghiệm trọc oạc cái này mà, nghiệm rất là kinh khủng, thì em nhớ hiểu đây là phương trình vô nghiệm. Bây giờ còn cái continue đó các em này, nhớ chưa, nhớ continue đây. Đây ra về mặt tính được chưa, thì em nhầm hiểu đó là vô nghiệm, được chưa. Như vậy anh này vô nghiệm, suy ra là vô nghiệm này thầy ghi đây, vô nghiệm. Vì vậy gì mình loại B, BC, vì BC là dính nào đó thì mình nó thỏa vì đây yêu cầu đây có gì các em có. Còn nghiệm vì vậy mình chọn A đi. Như vậy thầy sẽ chọn A đi. Rồi, bây giờ thầy chọn A về đi. A và D, bây giờ em phân biệt bởi đáp án nào. Đây, A, D xem mình lấy đáp án nào phải không? Bây giờ mình chọn M nào là phù hợp được chứ các em? Em nhớ hiểu ngay. Rồi, bây giờ thầy tạm thời thầy xóa cái này các em này. Đó. Ok chưa? Giờ thầy ấn cái máy tính đi để xem thử là AD mình thế nào. Bây giờ A với D, giờ mà em A và D các em, AD thì mình nên lại lấy cái gì đây? Mà em xem AD thì mình lấy M như thế nào. Bây giờ A là M nhỏ bằng trừ 3 lớn bằng 1, còn D thì M là gì? M nhỏ bằng 1 vì hai này rất là dễ này. Hai này rất là dễ phân biệt các em này. Đây hai này rất là dễ phân biệt, được chưa? Mà em rất là dễ lấy. Mà em chú ý về khi làm máy tính ứng ba này thì cách của nó là khó xử khi mà em chọn M. Vì vậy nên mà em chỉ cần lấy một cái M bởi hai anh trả ngược nhau, M lớn bằng 1, M nhỏ bằng 1, vì vậy thầy M bằng 2 đi. M bằng 2. Như vậy nếu M bằng 2, thầy lấy M bằng 2 đi các em. M bằng 2 này thì nó thuộc đáp án gì các em? A. Mà không thuộc đáp án gì? Không thuộc đáp án gì em các em? D. Mà em nhập M bằng 2 thử xem. Bây giờ là xong. Ok, bây giờ xem. Thầy nó nhập M bằng 2 đây. Rồi thầy lại làm cái máy tính cho em. Rồi bây giờ anh này mà em nhập quay lại cái phương trình và mà em thể với M bằng 2 vô là xong. Được chưa? Phương 2 rất là dễ. Vâng. Giờ đây M đây là M bằng trừ 0,5 thầy xóa đi. Và thầy nhập bằng số gì? 2. Được chưa? Trừ M. Nhập luôn đi. Trừ M xóa cái này đi. Trừ 2. Được chưa? M của thái x cộng 1 trừ M. 1 trừ M đây các em. 1 trừ M đây là M 0,5 thầy xóa đi. Và 1 trừ 1 trừ 2. Ok chưa? Rồi xong. Xin 2 trừ M, bây giờ bấm Shift cứ A là C thôi. Cho nó chạy. Mình mến chú ý khi mà nó chạy phương trình còn nghiệm chạy rất là nhanh. Em xem, các em xem đợi xem. Đây, đây ra nghiệm liền. Tuy nghiệm nó kinh khủng nhưng nó không có chữ continue phản ứng. Vì vậy đây chính là nghiệm của phương trình. Được chưa? Nó không ra chữ continue thì đây là phương trình này có nghiệm. Như vậy mà em hiểu đây là phương trình này có nghiệm. Được chưa? Vì vậy anh này có nghiệm. Phải không? Vì vậy anh này là có nghiệm. Như vậy có nghiệm nó có thỏa mãn cái điều kiện là đề thì mới để phương trình có nghiệm. Vì nó thỏa. Vì vậy gì? Suy ra mình chọn chọn A thì mình loại D nữa. Vì sao mà loại D? Vì D không có chữa cái số mơ thường 2 chứng tỏ D thiếu nghiệm chứ nói gì hết. Mà D vì vậy anh này. Vì vậy mình chọn A. Đó là cách làm bằng máy tính. Như vậy cách làm máy tính các em thấy thứ nhất, đối với những cái phương trình mà vô nghiệm mà em bấm máy nó chạy rất là chậm,
chạy rất là chậm. Yeah, bạn nào có cái máy gì máy 580 yeah, thì nó chạy sẽ nhanh hơn. Yeah, đó. Rồi, bây giờ các em luyện tập này. Đó. Tìm m để phương trình m nhân sin 2x cộng cho 1 trừ m nhân cột 2x bằng căn 5 có nghiệm. A bài nên có sẵn A, B, C sắp đặt cho mình rồi. Như vậy các em dành 5 phút để các em làm thử, được chưa? Dành 5 phút để các em làm thử để xem nó như thế nào. Sau đó thầy sẽ cho đáp án tự luận. Và làm gì các em? Cách làm bằng phương pháp máy tính. Thì cái lên cách làm máy tính thì thầy ghi bây giờ đây, thầy gọi là cách 1. Nếu bạn nào mà đổi tự luận thì thầy gọi là tự luận. Tự luận sĩ thầy sẽ cho các em cái đáp án để các em biết luôn cho các em. Đó. Còn cách 2, bạn nào không biết tự luận thì mấy em gọi là phương pháp máy tính đi, mấy em làm thử, phải không mấy em? Đó. Ok chưa? Đó. Rồi bây giờ mình còn muốn thầy sửa luôn không? Hay là mình chỉ tự làm, phải không? Rồi thầy cho các em là thư giãn một xí. Yeah. Rồi các em sẽ cho thầy cái đáp án. Em có thể comment ở phía dưới. Yeah. Thì thầy sẽ đưa đáp án cho các em liền. Ok chưa? Yeah. Đó. Em thư giãn đi, mình thư giãn thôi, nhẹ nhẹ thôi. Đây là bể cá thầy nuôi các em, các em nghe nhạc chơi vui được đi. Thank you.
Rồi, ok, bây giờ mình vào. Rồi các em thư giãn chị rồi. Bây giờ mình sẽ thầy cho các em cái đáp án. Yeah, thì vừa rồi là thầy nói cách làm từ lồng cũng như cách làm máy tính. Bây giờ mình em xem cách làm từ lồng đây, xem là từ lồng nha. Rồi bây giờ mình em xem cách làm từ lồng là thì cách làm từ lồng như bình thường, để điều kiện để phương trình lại có nghiệm là a bình cộng b bình lớn bằng c bình, thì mà em ghi luôn m bình cộng cho một nhân một trừ m tất cả bình là b bình này lớn bằng c bình là căn 5 bình là bằng 5. Rồi mình em rút ra sẽ ra được cái phương trình này, mình em bấm ra hai nghiệm và mình em nhớ về cái bảng đấy chưa em, sẽ rút ra được m, từ đây mình em suy ra được đáp án đáp án c. Còn cách làm máy tính cho thầy cho các em thực hành được chưa, các em thực hành thêm chú ý này. Khi cách làm máy tính thì các em nhớ nếu phương trình vô nghiệm thì máy chạy rất là chậm, thứ hai là nó ra chữ continue được chưa, ít khi bài chờ nó cancel over, có nghĩa là những cái máy chạy không nổi ấy, hoặc là continue, nhưng mà khả năng chạy chạy ra cái continue là nhiều hơn. Được chưa các em? Rồi bây giờ cái qua cái buổi học hôm nay thầy cho các em biết một cái loại để mình giải cái phương trình. Yeah, phương trình mà có m, tìm m để phương trình được có nghiệm hoặc vô nghiệm mà dạng phương trình bậc nhất theo sin với cos, thì các em sẽ có hai cách làm xử lý đó. Nếu là vào một bài toán trong gặp là từ lồng thì các em sẽ xử lý theo cách từ lồng như thầy đã nói, có nghiệm hoặc là vô nghiệm. Còn nếu mà cách làm nếu làm một câu trắc nghiệm như các đề thi mà thầy đưa đây các em, thì nó có hai hướng xử lý. Bạn nào ok rành từ lồng mà em xử lý cách từ lồng cho nhanh gọn, phải không em? Còn bạn nào mà thầy không tự tin về từ lồng, các em cứ phương pháp là lấy cái máy tính ra bấm, được chưa? Rồi bây giờ buổi học hôm nay thầy tạm thời dừng cái chuyên đề hôm nay, thầy hẹn các em các buổi học tiếp theo. Bạn nào mà có hứng có thú thì các em khi mà học cái video cái bài live của thầy, live của thầy thầy hay live trên Facebook Nguyễn Hùng 0905 357748 là số điện thoại của thầy luôn các em, được chưa? Mẹ em chỉ cần gọi gọi là ra Facebook của thầy, hoặc bạn nào mà xem live, hoặc mẹ em vô tình mẹ em xem thì thường nằm trên cái website VTV Toán hoặc là trên cái kênh YouTube VTV Toán của thầy, thì các em gọi vào các em sẽ có. Đừng tất nhiên khi mà các em xem hay đừng quên like và thả tim ủng hộ, được chưa? Và nhớ share về tường của mình, nếu là vì lỡ khi sau này nhiều quá thầy có thể ẩn đi, được chưa? Thì lúc các em tìm lại nó không ra, được chưa? Rồi cảm ơn tất cả các em đã đồng hành cùng thầy, chúc tất cả các em học tốt và các kỳ thi lớn tới sẽ thành công, được chưa? Rồi thầy tạm biệt các em nha, tạm biệt các em, rồi.